Nếu như bạn đã bỏ lỡ quá nhiều kèo airdrop nghìn đô như là Allier hay là chục nghìn đô như là Zito trong năm 2023, đừng quá lo lắng vì chúng ta vẫn còn rất nhiều kèo xịn khác, tiềm năng sẽ airdrop cực khủng đang chờ đón bạn trong năm 2024. Tuy nhiên, thời gian để làm sẽ không còn nhiều nữa, vậy nên nếu bạn đã sẵn sàng để cày thì mình cũng đã sẵn sàng để chia sẻ. Vào việc nghe thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Merchant ATM. Mình là Quỳnh My. Trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn 10 dự án siêu hot khả năng sẽ ra token và airdrop cho người dùng trong năm 2024, thậm chí là ngay trong quý 2 này. Đây dự kiến sẽ là những kèo giúp các bạn có thể thay đổi vị thế trong mùa uptrend sắp tới, nhưng với mức chi phí cực thấp. Trước khi bắt đầu thì các bạn đừng quên nhấn like cho video và subscribe channel của Merchant ATM để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong thời gian sắp tới nha. Giờ thì bắt đầu ngay thôi nào. Ở vị trí thứ 10, chúng ta có Scroll. Scroll là một blockchain layer 2 sử dụng công nghệ ZK-EVM được phát triển vào đầu năm 2021. Mục tiêu của dự án là giải quyết các vấn đề tồn đọng của Ethereum như là phí giao dịch cao, tốc độ giao dịch chậm. Scroll hiện được định giá ở mức 1,8 tỷ đô sau vòng gọi vốn thành công 83 triệu đô từ nhiều quỹ đầu tư nổi tiếng như là Polychain Capital, Sequoia, Brand Capital. Mình xếp Scroll ở vị trí số 10 không phải là vì nó không ngon, chỉ là vì Scroll vừa chính thức mainnet cách đây không lâu nên khả năng cao thì kèo này đến cuối năm mới nổi airdrop được. Để cày airdrop trên Scroll, đầu tiên các bạn còn phải bridge ETH sang mạng lưới này, đặc biệt là nên dùng native bridge của dự án. Nhưng nếu muốn tiết kiệm phí gas hơn thì các bạn có thể dùng thử Bungie hoặc là Orbiter. Có ETH rồi thì chúng ta có thể tiếp tục tương tác với các dự án trên hệ sinh thái như là Ambient, SynSwap hay là Kyber, chủ yếu là tăng số lượng giao dịch, volume và thời gian hoạt động trên mạng lưới. Ở vị trí số 9, đó chính là Agent Layer. Agent Layer là dự án đầu tiên trong mảng restaking, cho phép người dùng đã stake ETH có thể tiếp tục kiếm lợi nhuận thông qua việc restaking và tăng cường bảo mật cho mạng lưới Ethereum. Từ đến nay, dự án này gọi vốn thành công được 164,4 triệu đô từ nhiều quỹ đầu tư nổi tiếng như là Coinbase Venture, Polychain, Blockchain Capital. Từ cuối năm 2023 đến nay, restaking nổi lên như một hiện tượng mạng, không chỉ tạo thêm sân chơi cho các staker ETH mà còn tạo thêm kỳ vọng về một đợt airdrop khủng cho narrative mới này. Với kèo này, các bạn có thể đem ETH để stake trên các dự án như là Lido Finance, Swell hay là Rocket Pool để nhận về liquid staking token tương ứng. Sau đó đem chúng qua Agent Layer restake để kiếm thêm lợi nhuận và đặc biệt là Agent Layer Point. Càng nhiều point càng tăng thêm cơ hội được nhận airdrop của Agent Layer. Vì restaking đang là một mảng quá hot nên cái airdrop thứ 7 trong video hôm nay đó chính là Renzo. Renzo là giải thức cross-chain liquid restaking được xây dựng trên Agent Layer. Dự án cho phép người dùng có thể stake ETH và các đồng liquid staking token trên nhiều chain như là Ethereum, Arbitrum để nhận về Easy ETH theo tỷ lệ 1:1. Renzo đã gọi vốn được 3,2 triệu đô từ OKX Venture, Mantle, 7X. Gần đây thì Binance Lab cũng vừa thông báo rót vốn vào dự án này nhưng vẫn chưa biết con số cụ thể là bao nhiêu. Tuy nhiên, với dàn backer khủng thế này thì khả năng khi Renzo ra mắt sẽ được list trên hàng loạt các sàn lớn là rất cao. Vậy làm thế nào để tối ưu hóa việc săn airdrop ở mảng restaking? Những kèo như thế này sẽ rất phù hợp cho các holder, đặc biệt là các ETH holder. Về cơ bản thì các bạn cũng chẳng còn làm gì nhiều với kèo này, chỉ việc rút ETH từ trên sàn về ví, đem đi restake và đợi đến khi airdrop là xong. Ví dụ như với Renzo, các bạn có thể kết hợp săn 3 kèo airdrop cùng một lúc nhưng chỉ với 1 phần vốn mà thôi. Nghĩa là bạn sẽ đem ETH stake trên Renzo để nhận về Easy ETH, sau đó đem phần ETH này restake tiếp trên Zkit hoặc là Cyber. Hoạt động này không chỉ giúp bạn thu về lợi nhuận từ việc stake ETH mà còn có thể nhận thêm được Renzo Pawn, Agent Layer Pawn, Zkit hoặc là Cyber Pawn. Và đương nhiên, Pawn này sẽ là tiêu chí để nhận airdrop của ba kèo trên, một mũi tên nhưng chúng ba đích. Bên cạnh Renzo thì có thêm một dự án restaking hot hết không kém, đó chính là Buffer Finance ở vị trí số 6. Buffer cũng là một dự án liquid restaking khá nổi trên Agent Layer, hiện đang thu hút hơn 1,2 tỷ TVL, nằm ở vị trí top 3 chỉ sau EtherFi và Renzo. Gần đây, Buffer tiếp tục gây thêm sự chú ý từ cộng đồng khi được định giá 200 triệu đô sau vòng gọi vốn 18 triệu đô từ Coinbase Venture, Consensus, Animoca Brand. Cách farm airdrop trên Buffer cũng khá tương tự so với Renzo. Tuy nhiên, Buffer chỉ cho phép restake bằng STETH và WSTETH mà thôi, nên các bạn còn phải đem ETH stake ở bên Lido Finance trước. Và cái bước sau đó cũng sẽ tương tự như kèo Renzo vừa nãy. Vị trí số 6 chính là Flash. Flash là giải pháp Layer 2 sử dụng công nghệ Optimistic Rollup và tương thích với EVM, với cơ chế cung cấp cho người dùng lãi suất thực từ việc stake ETH và các stablecoin trên mạng lưới. Flash đã thu hút được lượng lớn dòng tiền đổ vào hệ sinh thái của mình. TVL của dự án đã chạm mốc 1,5 tỷ đô. Flash hiện đã huy động thành công 20 triệu đô từ Paradigm, Standard Crypto và Eager Capital. Không úp mở như những dự án khác,
Plus đã trực tiếp công bố kế hoạch airdrop của mình cho cộng đồng. Theo đó, dự án sẽ phân bổ 50% trên Plus Bond và 50% cho Plus Gold dành cho các DApp trên hệ sinh thái. Kế hoạch đổi Plus Bond dự kiến sẽ vào ngày 24 tháng 5 năm nay. Để kiếm được Plus Bond, các bạn cần risk tài sản sang mạng Plus, sau đó có thể đi tương tác hoặc stake vào các dự án đang hoạt động trên mạng lưới này như là Thruster, Truth Finance hay là Renzo. Matera chính là cái tên thứ 5 góp mặt trong bảng xếp hạng này. Matera là một sàn DEX trên mạng lưới Solana, được đổi tên từ dự án Mercurial. Mục tiêu của Matera là trở thành nơi cung cấp thanh khoản chính trên Solana thông qua việc sử dụng đa dạng mô hình hoạt động từ CLMM cho đến Multi-Token. Hiện tại đội ngũ đứng sau Matera vẫn đang ẩn danh, nhưng có rất nhiều người cho rằng đó cũng chính là team Jupiter. Mà tiếng tăm và độ chịu chơi của Jupiter trên Solana thì chắc ai cũng biết, vậy nên cũng có khá là nhiều người kỳ vọng về kỳ airdrop của dự án này. Để kỳ airdrop Matera, các bạn cần tham gia cung cấp thanh khoản tập trung trên dự án. Bên cạnh đó, có thể làm thêm các task như là farming, add-on thanh khoản bình thường hoặc là vote. Ở vị trí thứ tư đó chính là Backpack, một sàn giao dịch tập trung dành riêng cho Solana. Kể từ ngày thông báo ra mắt Precision vào giữa tháng 2, Backpack đã thu hút được hàng trăm triệu, thậm chí là cả tỷ đô khối lượng giao dịch mỗi ngày. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì team Backpack cũng chính là đội ngũ đứng sau Matlas, bộ sưu tập NFT hàng đầu trên Solana ở thời điểm hiện tại. Nếu chỉ tính phần airdrop của các dự án khác dành riêng cho holder Matlas thôi, thì con số đó cũng đã lên đến hàng trăm nghìn đô cho một ví rồi. Vậy nên cộng đồng cũng đang kỳ vọng rất lớn vào cái airdrop thế kỷ này. Để tham gia sang airdrop, các bạn cần sử dụng ví Backpack và thực hiện các hoạt động như là swap, trading trên sàn để tạo vốn. Tuy nhiên vì hot nên mức độ cạnh tranh cho kiểu này cũng rất là cao. Khối lượng giao dịch chắc phải khoảng hơn vài triệu đô thì mới có cơ hội ăn được kiểu này. Vị trí thứ 3 tiếp tục là một dự án đến từ Solana, Zeta Market. Đây là sàn giao dịch phái sinh trên hệ sinh thái Solana, chuyên dành cho các trader thích giao dịch đòn bẩy trên DEX. Dự án đã huy động được 8,5 triệu đô từ Jump Capital, Solana Venture và GBV Capital. Với làn sóng airdrop dồn dập của các dự án trên hệ sinh thái Solana từ đầu năm đến giờ, thêm với đó là Trip cũng vừa chốt sổ để airdrop cho cộng đồng, thì Zeta Market lại càng được chú ý hơn bao giờ hết. Để tối ưu về kỳ điểm trên Zeta thì các bạn nên ưu tiên vào lệnh theo giá market, đồng thời chọn các cặp có thanh khoản cao như là ETH, BTC và SOL. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng thêm ví Backpack và ví có stack 1000 Pi để được ít 1.1 điểm. Và nếu có điều kiện thì các bạn có thể mua thêm Zeta Card giá khoảng 0.3 SOL để có thể boost được nhiều điểm hơn. Vị trí số 2, chúng ta có Layer 0. Layer 0 là giao thức cung cấp cơ sở hạ tầng cho những ứng dụng phi tập trung trên các blockchain để có thể tương tác đa chuỗi. Dự án này cũng đã huy động thành công được 293,3 triệu đô từ nhiều quỹ đầu tư nổi tiếng như là A16Z, Sequoia, OKS Venture và Circle. Với mức định giá hiện tại là 3 tỷ đô, Layer 0 dự kiến sẽ là một kỳ airdrop cực khủng trong năm 2024. Để farm airdrop Layer 0, các bạn cần nên tập trung chính vào các yếu tố như là volume bridge, số lượng giao dịch, số chain và thời gian hoạt động trên mạng lưới. Các bạn có thể thử bridge tài sản qua lại giữa các chain bằng cầu nối có sử dụng công nghệ Layer 0 như là Stargate, Aptos Bridge hay là Harmony, hoặc là dùng thêm cầu Bungie hay Arbiter, nhưng nhớ là phải chọn root của Stargate. Ngoài ra, để tăng cơ hội nhận airdrop cho kiểu này thì các bạn cũng nên trích một phần vốn để add vốn thanh khoản ở trên Stargate, một dạng cầu nối blockchain do chính team Layer 0 xây dựng. Vị trí số 1 không ai khác chính là zkSync, kèo truyền kiếp của các anh em e thủ. zkSync là một giải pháp mở rộng Layer 2 cho Ethereum, sử dụng công nghệ zk rollup với con số 425 triệu đô gọi vốn từ các quỹ đầu tư lớn như là A16Z, Dragonfly, Blockchain Capital. zkSync hiện đang là kiểu airdrop được mong đợi nhất trong năm 2024 này. Tuy nhiên, vì được kỳ vọng cao nên là zkSync luôn là cái tên bị hối ra mắt token nhiều nhất. Tính đến nay cũng đã hơn 3 năm chờ đợi rồi. Nhưng các bạn cũng đừng quá lo lắng, vì theo khá nhiều nguồn tin đáng tin cậy ở trên Twitter thì khả năng cao là zkSync sẽ chốt sổ ra mắt token vào quý 2 hoặc là quý 3 năm nay. Vậy nên nếu các bạn muốn đặt một chân vào thuyền này thì nhớ tranh thủ càng sớm nhất có thể nhé. Với zkSync thì các bạn phải bridge ETH sang chain này và nên ưu tiên là dùng native bridge. Bên cạnh đó là tập trung tương tác với các dự án trên hệ sinh thái, chủ yếu là để tạo volume giao dịch, số lượng giao dịch và số ngày hoạt động trên mạng lưới. Các bạn đừng quên chuẩn bị thêm Bitcoin Passport trên 20 điểm để tránh trường hợp bị lock bot nữa nha. Video hôm nay mình chỉ liệt kê sơ bộ các kèo airdrop hot nhất thôi, nên nếu các bạn cần hướng dẫn chi tiết cách farm kèo airdrop nào thì cứ comment ở phía bên dưới nha. Team mình sẽ sắp xếp thời gian để giải đáp ở những video sau. Các bạn lưu ý là các thông tin ở trong video này đơn thuần là chỉ để tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Nếu các bạn thấy video hôm nay hay và bổ ích thì đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của Merchant ATM nha. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Bye!